dạ vâng xin kính chào quý quan khách quý vị đã đến từ xa như anh ánh đã nói đó là cô xin là một giáo dân của giáo sư đức mẹ Lộ đức đây là một cái vinh dự cho cô xin và kính thưa quý vị trong tâm tình tạ ơn của những ngày như thế này nhìn thấy quý vị đông đủ thì đây là một cái điều khích lệ và là một cái món quà rất lớn dành cho giáo sư đức mẹ Lộ đức trước tiên quý xin quỳnh xin gửi lời tạ ơn và cảm ơn tất cả quý đồng hương xa gần đã thương mến giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức trong nhiều năm qua và nhất là đã ủng hộ và thương mến cá nhân của Xin cũng như công ty trong những cái công việc của Xin mua bán nhà đất nhưng mà hôm nay vì cái trọng trách là phải đi bán vé số thưa quý vị không có bán nhà bán building bán đất nữa mà bán vé số đây là cái công việc của quý xin trong những ngày hội trợ hy vọng là tất cả quý vị cùng uh, hưởng ứng và giúp đỡ uh, bằng cách để có thể giáo sứ tiếp tục duy trì những cái chương trình văn nghệ hàng năm như thế này À, và tiện đây Quý xin Quỳnh cũng gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả những uh, quý vị đã mua vé số ủng hộ cho Quý xin cũng như ca sĩ Thiên Tôn. Uh, rất là tội nghiệp ca sĩ đã bị Quý xin lôi đi khắp nơi đi bán vé số. Uh, Thiên Tôn bảo rằng là chị cho em một tô phở mà bắt em đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng mà tiện đây gửi lời cảm ơn em và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến thương tôn và quý xin để mua vé số quý vị biết con số lên được bao nhiêu tiền không là một bảy trăm sáu mươi bốn đồng rất là vui mừng và quý xin quỳnh cũng xin cảm ơn anh long phạm và chị chu ly đã mua năm mươi tờ vé số tức là giá trị hai trăm đồng cảm ơn quý vị và quý xin quỳnh cũng xin nhã ý nếu quý vị nào cá nhân của quý vị nào muốn ủng hộ cho giáo sứ đêm nay hoặc ngày mai một mình mà mua lên tới 5 ngàn Hoặc bao nhiêu tiền cũng được Nhưng mà giới hạn là 5 ngàn Thì Quý xin sẽ sẵn sàng đi bán một căn nhà Để mua lại 5 ngàn đó Cho vé, cho giáo sư Đức Mẹ lỗ Đức Quý vị có đồng ý không ạ? À? À, kính thưa quý vị à, Hôm nay Quý xin đến thầy Thì xin gửi lời cảm ơn Và cũng à, à, Hôm nay đáng lẽ là Luật sư Phạm Ngọc Bảo Là à, đại diện của công ty V247 Power Nhưng mà luật sư đã làm uh, di chúc từ sáng tới giờ mệt quá luật sư phải về có công việc uh, đi đám cưới cho nên không có mặt hôm nay. Quý xin xin uh, uh, đến đây để uh, đại diện uh, cho luật sư cũng như công ty V247. Gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và công ty V247 Power là một công ty điện của người Việt làm chủ cũng như là website uh, bằng tiếng Việt số điện thoại tiếng Việt cũng như nhân viên người Việt có thể trả lời bất cứ lúc nào cho quý vị. À, nếu quý vị có những nhu cầu sử dụng điện lực à, V247 à, xin à, nhiệt là à, xin giúp đỡ và đóng góp cho giáo sứ à, bằng cách là ghi danh để à, xài điện của công ty V247 vì công ty V247 là một à, ân nhân à, của giáo sứ rất là nhiều năm. À, đây là cũng một cách gián tiếp Quý vị à, giúp đỡ giáo sư Đức Mẹ Lộ Đức Để công ty V247 sẽ tiếp tục ủng hộ Và là người mạnh thường quân mạnh nhất Giúp đỡ cho giáo sư Đức Mẹ Lộ Đức Một lần nữa, Quỳnh xin, quý xin mời quý vị vào website V247power.com Hoặc là 1855 990 ngàn Một con số rất là dễ nhớ thưa quý vị Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúc tất cả quý vị được nhiều niềm vui trong những ngày uh, lễ tạ ơn và nhất là đừng quên ủng hộ mua vé số xin sẽ cùng tất cả các anh chị cũng như các ca sĩ sẽ đi xuống mời uh, từng bàn từng uh, chỗ để xin mời quý vị hưởng ứng uh, giúp đỡ cho giáo sư đức mẹ lô đức